Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý, hôm nay 10 tháng 8, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Trưởng Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, ghi nhận và biểu dương thành tích Công an huyện Thạch Hà đã triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 100 tỷ đồng. Trước đó, ngày 27 tháng 6 năm 2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng buôn bán thực phẩm chức năng kém chất lượng trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Bắt giữ, khởi tố 16 bị can, thu giữ 105 điện thoại di động, 11 MacBook, 31 laptop, 2,5 tấn sản phẩm chức năng. Ngày 15 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Khang Thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, gồm Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An và thành phố Hải Phòng. Nội dung thư khen nêu, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhất là Công an huyện Thạch Hà, trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia điều tra, khám phá vụ án. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật, phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để các tổ chức, người dân nâng cao cảnh giác và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên không gian mạng. Ngày hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn có sự tham gia đi khách của các người mẫu ảnh, tiếp viên hàng không do Võ Thị Mỹ Hạnh điều hành, quản lý trên 30 gái bán dâm. Với vỏ bọc là cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội nhằm chiêu dụ các cô gái lười lao động hám lợi, lôi kéo các cô gái trẻ đẹp tham gia vào đường dây mại dâm do mình điều hành. Má mì Võ Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1997, trú tại quận Gò Vấp, từng là tiếp viên hàng không, hiện quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng, với giá bán dâm từ 1.000 cho đến 3.000 đô la Mỹ một lượt. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 đô la Mỹ cho đến 3.000 đô la Mỹ qua một số người môi giới cho khách mua dâm tại địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. Ước tính số tiền má mì này thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Trước đó, ngày 9 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1 bất ngờ kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phát hiện tại 4 phòng có 4 gái bán dâm đang thực hiện hành vi bán dâm, đồng thời tạm giữ đối tượng Mỹ Hạnh về hành vi môi giới cho 4 gái bán dâm đến khách sạn trên để bán dâm cho khách. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Cùng với các lực lượng khác, các chiến sĩ công an đã thức trắng đêm căng mình để cứu người trong dòng nước xiết, kịp thời tiếp tế thực phẩm cho bà con vùng bị cô lập. Còn trên các tuyến giao thông là hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông nỗ lực chốt chặn, phân luồng nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đúng với tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Hôm nay, Tổ tăng cường cơ sở Công an tỉnh Lai Châu đã có mặt từ rất sớm tại các điểm bản bị thiệt hại nặng nề do lũ quét gây ra nhằm kịp thời tiếp tế lương thực, nước uống, đồ dùng cần thiết cho người dân. Mấy ngày nay, anh Giàng A Sùng, bản Hua Ta, xã Tà Mung, huyện Than Uyên cùng cán bộ chiến sĩ căng mình giúp nhân dân chạy lũ, di rời khẩn cấp người dân và tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Mấy hôm nay là trời mưa to rồi, trôi cả đồ đạc đi hết rồi, thì sự giúp đỡ là các công an thì giúp đỡ là chuyển đồ đạc, là không biết nói cái gì nữa, là rất cảm ơn các bộ công an nhé. Tổ công tác tăng cường ở địa bàn
hai huyện Tân Uyên và Than Uyên đã tập trung cán bộ chiến sĩ lên xã Tà Mung để cùng với lại cấp ủy chính quyền, bà con nhân dân giúp bà con nhân dân di chuyển các cái hộ dân mà có nguy cơ bị sạt lở về cái vị trí an toàn, tránh thiệt hại về người và của, với tinh thần là tất cả là vì nhân dân phục vụ. Trước đó, do mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập úng tại các tuyến giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè là các huyện chịu ảnh hưởng nặng. Lực lượng công an luôn có mặt kịp thời, sát cánh cùng người dân trong đối phó và khắc phục hậu quả bão lũ bằng những hoạt động cụ thể xuống địa bàn để triển khai các mặt công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đó, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Lực lượng công an xã cùng các cái lực lượng khác thì dùng những cái xe máy chở những cái người già, trẻ em đến nơi tránh trú an toàn và cùng phối hợp với người dân để di chuyển các cái tài sản thiết yếu cũng như là vật nuôi gia súc đến những cái nơi để vị trí cao để đảm bảo cái tài sản cũng như là không để cái gì xảy ra cái tình trạng là lợi dụng trong cái việc là thiên tai lũ lụt mà trộm cắp tài sản của người dân. Với tinh thần khẩn trương, tất cả vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an Lai Châu đã và đang tiếp tục thể hiện vai trò xung kích tình nguyện với phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, hướng về cơ sở để giúp người dân sớm ổn định tình hình, trở lại sinh hoạt bình thường. Qua đó, tô thắm thêm hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 57.295 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 người tử vong. Trước tình hình trên, ngày hôm nay, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát, lan rộng kéo dài. Tổ chức triển khai mạnh mẽ hơn nữa các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Cục Y tế Dự phòng cũng đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện. Thưa quý vị, theo dự thảo luật thủ đô sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến, ngoài phương án các bệnh viện thuộc Bộ Y tế vẫn giữ nguyên quản lý như hiện tại, ban soạn thảo dự án luật cũng đề xuất chuyển giao các bệnh viện thuộc bộ, cơ quan nhà nước ở trung ương đóng trên địa bàn thủ đô Hà Nội về thành phố Hà Nội quản lý, trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, bệnh viện của các trường đại học. Tuy nhiên, đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, dự thảo đưa ra được các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ y tế quan tâm trao đổi nhiều thì mới tìm ra được cách thức phù hợp nhất. Đối với đề xuất chuyển các bệnh viện trực thuộc bộ ngành nhưng không trực thuộc Bộ Y tế, chuyển giao cho thành phố Hà Nội quản lý, nếu nghiên cứu kỹ, đánh giá tác động đầy đủ thì có thể chấp nhận được. Các bệnh viện thuộc bộ khác quản lý, ví dụ như bệnh viện Bộ Nông nghiệp, bệnh viện Bộ Giao thông Vận tải, bệnh viện Bưu điện, v.v. Quan điểm riêng của tôi thì tôi nghĩ thế này, làm như thế cũng được. Nhưng tuy nhiên, tôi rất muốn thành phố Hà Nội, cũng như nhất là các nhà chuyên môn, phải xem xét lại cái vấn đề này. Quan trọng nhất là chính cái bộ chủ quản. Các nhà y tế, các nhà khoa học, y tế của chính các bộ đó phải lên tiếng. Nhiều lãnh đạo bệnh viện cũng cho rằng, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đều là các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, có cả hạng đặc biệt, là bệnh viện tuyến cuối, có tầm ảnh hưởng quốc tế và quan hệ quốc tế, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, tương đương với các nước trong khu vực và thế giới. Chúng ta phải cân nhắc đến một là cái yếu tố chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Thứ hai nữa là phát triển các kỹ thuật mũi nhọn đại diện cho quốc gia, quốc thể. Và thứ ba nữa là về mặt hợp tác quốc tế. Ví dụ như là khi mà hợp tác quốc tế
nó là bệnh viện này là bệnh viện trung ương, thì cái tầm của nó là quốc gia, thì nó lại khác với bệnh viện này là của Hà Nội. Theo thống kê, Bộ Y tế đang quản lý hơn 30 bệnh viện chuyên khoa đầu ngành. Tuy nhiên, con số này rất ít so với tổng số 1.500 bệnh viện trên toàn quốc. Riêng thành phố Hà Nội quản lý hơn 100 bệnh viện công và tư, cùng với hơn 4.000 phòng khám. Tăng thêm nhiều cơ sở y tế cho Hà Nội với quy mô tương đối lớn sẽ làm phức tạp hơn vấn đề quản trị hệ thống y tế thủ đô. Cái ngành y tế của chúng ta đang tiệm cận với các nước trong khu vực và trên thế giới. Và đây cũng là một cái chủ trương rất là đúng. Theo cái luật khám chữa bệnh là có 3 tuyến, tuyến cơ bản, tuyến ban đầu, tuyến cơ bản và tuyến chuyên sâu. Thì các bệnh viện, rằng là mặt các bệnh viện trung ương ấy, mà do Bộ Y tế đều là thể hiện được cái vai trò là tuyến cuối cùng, là tuyến chuyên sâu. Nên cái mô hình này nó rất đang phù hợp và nó rất đang ổn định. Tại hội thảo góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi được tổ chức mới đây, đại diện Bộ Y tế đã đề nghị đưa nội dung này ra khỏi dự thảo. Việc để Bệnh viện Trung ương cho Bộ Y tế quản lý là phù hợp với Nghị quyết số 30 năm 2022 của Bộ Chính trị. Đồng thời nhấn mạnh, việc chuyển các bệnh viện của Trung ương trên địa bàn về thành phố Hà Nội quản lý là công việc hệ trọng, liên quan đường lối chính sách và hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, nên cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản và nghe ý kiến một số bị hại trong vụ án, chủ tọa phiên tòa đã công bố tạm nghỉ để hội đồng xét xử hội ý. Hội đồng xét xử thấy có một số nội dung không thể làm rõ tại phiên tòa, do vậy quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tòa thông báo cho những người bị hại, người liên quan chưa có lời khai, chưa trình báo thì liên hệ cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội để gửi đơn, nộp tài liệu chứng cứ đưa vào tham gia tố tụng trong vụ án này. Theo cáo trạng, khi xây dựng dự án, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch 1/500 được phê duyệt. Sau đó bị cáo quảng cáo gian dối về tính pháp lý để bán các căn hộ cho các khách hàng. Bị cáo đã bán 488 căn hộ khi không được công nhận quyền sử dụng đất và thu lời bất chính số tiền trên 480 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân TP HCM vừa mở phiên tòa xét xử 22 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo là người nước ngoài, trong vụ án vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, do Lê Hồ Vũ cầm đầu. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, do phát sinh một vài tình tiết mới cần phải làm rõ, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, vào ngày 19 tháng 7 năm 2020, lực lượng chức năng kiểm tra xe container do Đoàn Văn Ngãi lái tại cảng Cát Lái đang chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu đi Hàn Quốc thì phát hiện bên trong các kiện đá hoa cương xếp trong container có gần 40 kg ma túy. Mở rộng điều tra, công an phát hiện hơn 60 kg ma túy đá, đồng thời bắt giữ Vũ, Thiện cùng 7 người liên quan. Đây là đường dây do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam thực hiện tàng trữ vận chuyển mua bán chất ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh. Các bị cáo đã tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hơn 216 kg ma túy các loại, trong đó Vũ là kẻ chủ mưu cầm đầu. Không có nghề nghiệp ổn định, nhưng luôn tự nhận bản thân quen biết với lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Ninh Thuận trên lĩnh vực quản lý đất đai, vợ chồng Nguyễn Chí Doãn và Huỳnh Thị Mỹ Duyên trú tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân trên địa bàn. Vào tháng 8 năm 2022, Doãn và Duyên biết gia đình nạn nhân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất tại thôn Sơn Hải 2 thuộc xã Phước Dinh. Để tạo niềm tin, hai đối tượng nhiều lần đưa ra thông tin về việc có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và huyện trên lĩnh vực quản lý đất đai. Tin tưởng, nạn nhân đã đưa 322 triệu đồng cho hai đối tượng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Doãn và Duyên đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định với thủ đoạn tương tự, Doãn và Duyên đã lừa đảo một số người trên địa bàn tỉnh. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Minh Cường, Nguyễn Văn Giáp, Trần Vương Trọng Nghĩa và Trương Công Việt về tội cướp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 14 tháng 10 năm 2022, Cường, Nghĩa và Giáp điều khiển xe ô tô từ Đắk Nông về thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và bàn bạc đến nhà ông Vũ Văn Mỹ, chủ tịch huyện Krông Năng và vợ là Lê Thị Thiệt để chiếm đoạt tài sản. Sau khi đợi ông Mỹ rời khỏi nhà, ba đối tượng đã đột nhập vào nhà, tháo camera, dùng roi điện uy hiếp, khống chế bà Thiệt mở két sắt, lấy toàn bộ tiền và vàng với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Trên đường tẩu thoát, Cường nhờ Việt đem cất giấu tiền và một điện thoại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Minh Cường 19 năm tù,
Trần Vương Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Giáp đều 18 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Trương Công Việt 8 năm tù giam về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Chỉ sau 30 phút thực hiện vụ cướp giật điện thoại di động của người dân, Lê Bùi Trung Hiếu, trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Nam Định nhanh chóng bắt giữ. Vào sáng ngày 7 tháng 8, Hiếu phóng xe máy trên đường thì phát hiện một thiếu nữ đang đi bộ xem điện thoại. Đối tượng liền tiến đến áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát. Nhận được trình báo, cơ quan công an đã khẩn trương truy xét đối tượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ sau 30 phút, đội cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng cướp giật là Lê Bùi Trung Hiếu và tổ chức bắt giữ thu hồi điện thoại trả lại cho bị hại. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.